언제부터 네가 남자로 보여 어느새 얼굴이 화끈거리고 행동 하나하나가 조심스러워지는데 넌 어때 언제부터 난 너밖에 안 보여 어느새 내 마음을 숨길 수 없고 너의 하나하나가 사랑스러워 Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gói hàng cho một bạn tên là Thảo My. Thì bạn này cũng đã mua bên mình cỡ khoảng chục lần luôn đó. Mua rất là nhiều luôn. Thì đây là những món mà bạn đã đặt nha. Bạn đã có đặt những cái sticker nè, xong rồi những cái em squishy mà mình đã livestream bán nữa. Đây là đơn hàng của Thảo My nha. Mình sẽ tặng kèm cho Thảo My một em squishy với lại một quà. Và bây giờ sẽ cùng đóng gói lại thôi nè. Hello, xin chào mọi người, là mình đây. Hôm nay thì mọi người cùng mình gói hàng nhá. Đây là đơn hàng của bạn Như nha mọi người. Bạn ấy chốt đơn rất là nhanh luôn mọi người ạ. Với cả nói chuyện cũng rất là đáng yêu. Ok, đây sẽ là cái video gói hàng đầu tiên trong đợt hàng này của mình nhá. Cảm ơn Như rất là nhiều nha. Hôm nay Như có đặt bên mình là tất cả 8 món. Lần này mình về toàn là hàng xinh luôn đó mọi người ạ. Và đây chính là cái giấy gói hàng mới của mình. Mọi người có thấy xinh không? Như có đặt một tập giấy trang trí, 2 tập note này và một nhíp gấp sticker. Dạo gần đây thì mình đã cố gắng rất là nhiều trong cái việc gói hàng cho mọi người làm sao để cho nó xinh nhất có thể. À, tối nay tầm khoảng là 8 giờ thì mình sẽ live trên Insta, mọi người nhớ vào xem nha. Đây là con dao bé tí mà lần nào mình nhập cũng hết sạch luôn đấy mọi người. Mọi người nhớ nhanh tay nha. Bây giờ thì mình sẽ cho hàng trong hộp nè, thêm một tập nốt nữa. Đây cũng là một món mình rất là thích, đó chính là một cái hộp bút hình con thỏ rất là xinh. Cuối cùng trong này đó chính là một cái cuộn sticker. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị quà cho Như nha. Với cả là dạo gần đây thì mình có xem được khá là nhiều vít, đó chính là bị lừa đảo qua mạng ấy mọi người, bằng cách là giả bưu phẩm của người khác. Đây là mỗi đơn hàng của mình đều sẽ có logo hoặc là một cái dấu ấn ở bên ngoài của shop mình nha. Mọi người nhớ để ý nha, không thì mất tiền đó mọi người ạ. Cuối cùng thì mình sẽ bọc thêm một cái giấy gói hàng để tránh trường hợp hàng bị ướt. Ok, tạm biệt mọi người.
Oh, the candle I should miss in the night.